Mới đây thì công ty thương mại dịch vụ Hoàng Seren đã tổ chức sự kiện ra mắt hai dòng sản phẩm mới của công ty, gồm sản phẩm cúm dinh dưỡng Extra Kit và sản phẩm dưỡng da Skin Food Plus. Biếng ăn là tình trạng rất thường gặp ở trẻ nhỏ, là một trong những nguyên nhân hạn chế sự phát triển thể lực và trí lực của trẻ em. Extra Kit, cúm dinh dưỡng với công thức đột phá, là giải pháp hữu hiệu giúp cải thiện tình trạng biếng ăn. Cúm dinh dưỡng Extra Kit gồm hỗn hợp các men vi sinh và khoáng chất cần thiết như protease, digoxin, vitamin B1, E, D, L-lysine, thymomodulin và nhiều dưỡng chất khác. Với công thức dinh dưỡng đa thế hệ mới Skin Food Plus có thành phần chủ đạo là collagen peptide cùng với các chất làm trắng da như L-glutathione, chiết xuất lô hội, vỏ cây thông đỏ, biotin và vitamin C, Skin Food Plus làm mờ vết nám và tàn nhang.